Xin chào quý vị, chúng ta đang gặp gỡ một trong những khách hàng đầu tiên tham gia chiến dịch xóa xăm không sẹo 2024 của thẩm mỹ Ohio, anh Nguyễn Đức Duy đến từ Hà Nội. Thưa quý vị, với một hình xăm mà phun vùng bụng này, ở vùng ngực như thế này thì tại thẩm mỹ Ohio sẽ sử dụng công nghệ lập Piconil 450. Đây là công nghệ đã được FDA Hoa Kỳ và CE châu Âu chứng nhận an toàn và hiệu quả, cho nên các khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm là trong quá trình xóa thì màu mực xăm sẽ được đào thải ra ngoài cơ thể qua hệ mạch bạch huyết rất an toàn, và sau xóa thì cái nền da cũng không để lại sẹo, thưa quý vị. Và bây giờ thì chuyên gia đang đi những đường laser đầu tiên rồi, chuyên gia Lê Trang có thể nói một chút về mức độ đáp ứng của anh khách hàng ngày hôm nay được không ạ? Laser chỉ tác động trực tiếp lên trên cái phần nhỏ có màu mực thôi ạ, sẽ không ảnh hưởng đến nền da của khách. Và như quý vị quan sát thì là nhìn thấy là rõ rệt luôn là cái phần hình xăm của khách là khi mà laser đi đến đâu là nó chuyển sang màu trắng ngà đến cái khu vực đấy, thì đây là một đáp ứng rất là tốt. Như vậy là công nghệ này tuyệt đối an toàn, thưa quý vị. Và anh Duy ơi, anh có thể chia sẻ một chút về cái cảm giác trong quá trình mà mình điều trị xóa xăm được không ạ? Cũng thấy bình thường. Đau rát thì khó chịu gì không ạ? Không có biểu hiện của đau rát gì cả. Sẽ chỉ có cảm giác hơi châm chích nhẹ khi mà laser tác động vào da thôi, thưa quý vị. Và công nghệ này thì với những chị em phụ nữ nha, khi mà chúng ta sợ đau chúng ta cũng có thể hoàn toàn đến Ohio để chúng ta xóa được. Bởi vì như khách hàng vừa chia sẻ thì cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng thôi. Và hiện nay thì Ohio đang triển khai chiến dịch xóa xăm không sẹo 2024 và đang có rất là nhiều ưu đãi cực tốt cho dịch vụ xóa xăm. Cho nên là quý vị, nếu như chúng ta cũng đang có hình xăm muốn xóa và chúng ta đang muốn là tìm hiểu một cái đơn vị xóa xăm an toàn và uy tín, thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại để được các chuyên gia của thẩm mỹ Ohio tư vấn và lên phác đồ điều trị xóa xăm cho mình, quý vị nhé.